Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Canh Tuất tháng Giáp Ngọ năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Quý Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Bính Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh, thoa xuyến kim, ngày Canh Tuất, tức chi sinh can, nghĩa là thổ sinh cho kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, thoa xuyến kim, kỵ tuổi, giáp thìn, mậu thìn, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi, mậu tuất, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tuất, lục hợp với mão, tam hợp với dần, và ngọ, thành hỏa cục. Xung với thìn, hình mùi, hại dậu, phá mùi và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu tý, nhâm tý, canh dần. Vài các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao thiên phúc, tốt mọi việc, sao nguyệt giải, tốt mọi việc, sao phổ hộ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao tam hợp, tốt mọi việc, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có, sao đại hao, tự khí, quan phú, xấu mọi việc, sao quỷ khóc, xấu đối với tế tự, an táng. Vậy hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng Tây Bắc, tài thần, hướng Tây Nam. Theo Khổng Minh, hôm nay là ngày Dương Thiên, tốt, xuất hành cầu tài lộc đều được, hội vợ được vợ, mọi việc được như ý. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mà các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ năm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, cái điều này có thể giúp cho bạn đạt được thành công trong sự nghiệp, nhất là đối với những ai đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, cho nên nhận được sự tín nhiệm của đông đảo mọi người và cấp trên. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn cần phải cởi mở hơn nữa trong quá trình tiếp thu ý kiến. Đừng có biến mình trở thành một người bảo thủ, khăng khăng làm theo ý của mình. Và đôi khi thay đổi góc độ quan sát sự việc một chút, bạn sẽ tìm ra được cách giải quyết công việc hiệu quả hơn rất chi là nhiều nữa. Trong vận trình ngày thứ ba này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia lại không được mấy yên ấm. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu cho nên đôi bên thường hay bất đồng ý kiến với nhau. Hai người cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim, hoàn thành tốt công việc được giao, được mọi người tin tưởng. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy, tự tin khi bắt tay vào công việc,
có trách nhiệm với công việc. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa, không nên bảo thủ, khăng khăng với ý kiến cá nhân của mình. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, chưa thực sự thấu hiểu cho nửa kia. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, vợ chồng cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 45, số 58, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu có thể sẽ đạt được thành công như mình mong muốn trong ngày hôm nay. Và ngày này, đối với những bạn làm ăn kinh doanh buôn bán, cần phải cẩn trọng trong các lĩnh vực về thu chi, nếu không dễ rơi vào cảnh thất thoát về tiền bạc. Còn đối với những bạn làm công ăn lương thì có thể sẽ gặp nhiều rắc rối khiến cho bạn cảm thấy thất vọng, thậm chí là muốn bỏ cuộc nữa. Và với bạn tuổi Sửu, bạn cần phải suy nghĩ tích cực hơn bởi khó khăn là một phần tất yếu của cuộc sống. Sau khi trải qua thử thách, bạn sẽ ngày một trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Với bạn tuổi Sửu, để phát triển nhanh chóng và bền vững, trong ngày này bạn đang gặp ngày có thổ khí vượng nhắc nhở bạn cần phải từ bỏ những suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những điều mới mẻ hơn. Nếu như bạn muốn bắt kịp với sự phát triển của xã hội, bạn không thể cứ mãi một mình một quan điểm được. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim, cần phải cẩn trọng trong lĩnh vực thu chi, tránh làm thất thoát về tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy, gặp nhiều rắc rối khiến cho bạn suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, trải qua thử thách để trưởng thành hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, khó đạt được những điều mà mình mong muốn. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, không nên giữ những quan điểm lạc hậu. Vài đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 10, số 23, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần trong ngày này cần phải dành nhiều thời gian cho gia đình của mình hơn. Bạn không nên quá chú tâm vào việc tụ tập bạn bè hoặc là sự nghiệp mà vô tình bỏ quên những người luôn chờ đợi bạn ở nhà. Bạn đừng có để cho tình cảm giữa các thành viên trong gia đình dần nhạt phai đi nhé. Ngày này với bạn tuổi Dần, bạn cũng không được lòng tập thể vì bạn tính cao ngạo, cố chấp, chỉ thích làm theo ý của mình mà không chịu nghe những lời khuyên của bất cứ ai. Dù có chấp nhận ý kiến của người khác hay là không thì bạn cũng nên dành thái độ tôn trọng với người có ý định giúp đỡ cho mình nữa. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên lựa chọn những hướng tốt như là Hỷ Thần, hướng Tây Bắc và tài thần hướng Tây Nam. Đây là hai hướng sẽ giúp cho bạn có được công việc nhiều thuận lợi và gặp được nhiều may mắn. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, cần phải quan tâm tới gia đình nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, không nên dành quá nhiều thời gian để tụ tập bạn bè hoặc là dành cho công việc. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, suy nghĩ cố chấp, không nghe ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, không được lòng tập thể, hãy sửa đổi tính xấu. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, thích hợp để xuất hành trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 19, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường,
màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, thứ năm, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành nhị hợp. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Mão đang rất sĩ diện. Bản mệnh không muốn nghe bất cứ ý kiến trái chiều nào và sẵn sàng phản kháng khi có người bất đồng ý kiến với mình. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy bạn khá nóng nảy và tránh hợp tác với bạn nữa. Tuy nhiên với bạn tuổi Mão, đối với những bạn làm ăn, kinh doanh, buôn bán, nếu như chú ý để có cách hành sự khéo léo hơn thì trong ngày hôm nay là một ngày khá thích hợp để cho bạn xây dựng được những mối quan hệ hợp tác làm ăn. Bạn mệnh có thể sẽ tìm được những đối tác tiềm năng, vì vậy bạn cần phải có cách giữ cho mối quan hệ với họ bền vững và tốt đẹp. Và với bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ, cái điều này cho thấy bản mệnh và con cái hoặc là cha mẹ mình dễ có những quan niệm bất đồng nhau. Sự khác biệt giữa các thế hệ khiến cho đôi bên có những suy nghĩ trái ngược, và điều cần phải làm lúc này với bạn tuổi Mão là hai bên cần phải học cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, không muốn nghe ý kiến trái chiều. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tính cách nóng nảy và kiêu ngạo. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, thích hợp xây dựng các mối quan hệ về làm ăn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, học cách đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, có quan điểm bất đồng với người thân. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 34, số 37, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn, thứ năm, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là công việc của bạn tuổi Thìn trong ngày này đang có điềm báo gặp nhiều trở ngại do chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi gây ra. Bạn mệnh tuổi Thìn là người kiên trì và quyết tâm, nhưng với sự nóng nảy và bốc đồng của bạn lại khiến cho cấp trên và đồng nghiệp có sự ác cảm. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, nếu như bạn làm trong lĩnh vực như là làm ăn, kinh doanh, buôn bán thì hôm nay không phải là ngày thích hợp để cho bạn đưa ra lựa chọn về đầu tư, bởi bạn sẽ dễ đưa ra những quyết định sai lầm. Bạn cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một thời điểm khác sẽ thích hợp hơn với mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên quan tâm tới tình hình sức khỏe của bản thân mình, nhất là với những ai đang mắc bệnh về dạ dày hoặc là bệnh về đường ruột. Nếu như bạn cảm thấy không khỏe thì nên đi thăm khám bác sĩ, nếu chần chừ do dự khiến cho bệnh tình trở nên nặng nề hơn, lúc đó ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe của bạn là khó tránh khỏi. Vài tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, công việc gặp nhiều trở ngại. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, dễ gây mất lòng cấp trên, bạn bè và đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không nên đưa ra những quyết định về đầu tư. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, chú ý quản lý về tài sản, tránh bị thất thoát. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, hãy chú ý tới tình hình sức khỏe của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 20, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ, thứ năm, ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ
cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tỵ đang gặp ngày có Tỵ Kim chiếu mệnh. Cái điều này có thể làm cho bạn sẽ vướng phải những sự tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè hoặc là đồng nghiệp. Với những xung đột này có thể đẩy bạn vào tình trạng căng thẳng, khó xử. Với bạn tuổi Tỵ cần phải giữ vững lập trường đúng đắn của mình. Bạn tuổi Tỵ, bạn là người dũng cảm và có chí tiến thủ, song lại ít hòa nhập với tập thể. Điều này có thể khiến cho bạn dễ bị cô lập và khó nhận được sự hậu thuẫn của mọi người. Bạn cần phải cởi mở hơn, bạn sẽ thấy công việc của mình cũng sẽ được thuận lợi hơn rất nhiều. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy trong gia đình với bạn tuổi Tỵ cũng là một người dịu dàng và biết quan tâm, chăm sóc. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi suy nghĩ của mình và đôi bên sẽ thảo luận để đưa ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa vướng phải những tranh chấp, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ giữ vững lập trường của bản thân. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc nên mở rộng các mối quan hệ xã giao. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim trao đổi ý kiến để đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề sao cho thích hợp. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 38, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp dần Ngọ Tuất phù trợ, cho nên với bạn tuổi Ngọ trở nên rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc. Bạn mệnh tuổi Ngọ thường bắt tay vào công việc được giao ngay mà không hề chần chừ, do dự. Nhưng bạn cũng chớ có biến mình trở thành một người nóng vội bạn tuổi Ngọ nhé. Và ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, trước khi đưa ra bất cứ quyết định gì, đặc biệt là những quyết định quan trọng, bạn cần phải suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc ban đầu, rồi về sau, khi gặp phải những khó khăn, rắc rối, lại thành ra chán nản, muốn bỏ dở, buông xuôi. Trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có hỏa sinh cho thổ vượng. Cái điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn tuổi Ngọ và gia đình của mình đang vô cùng hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn trò chuyện mọi vấn đề trong cuộc sống với nhau. Đôi lứa yêu nhau đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, luôn muốn ở bên nhau từng phút từng giây nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, nhiệt tình, hăng hái trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, không nên đưa ra những quyết định nóng vội. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, dễ bỏ cuộc khi gặp phải những khó khăn, trở ngại. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, vợ chồng quan tâm và thường xuyên tâm sự với nhau. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, tình cảm lứa đôi được thắm thít, nồng nàn. Vài đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 40, số 51, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu tím, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi cho chúng ta thấy là trong ngày này bạn tuổi Mùi do chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tốt Sửu Mùi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Mùi trở nên tự tin thái quá. Bạn mệnh cho rằng mình có khả năng giải quyết được tất cả mọi vấn đề, cho nên không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Và với bạn tuổi Mùi, bạn là người hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong. Thế nhưng, bạn sẽ rất dễ gặp phải những trở ngại nếu như bạn quá nóng vội, không chịu suy nghĩ kỹ càng.
Bạn cần phải bình tĩnh và cân nhắc thật kỹ càng nếu như bạn không muốn phải tốn thời gian và công sức để khắc phục những hậu quả. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn không gặp may trên phương diện về học hành, thi cử. Vì vậy, nếu như bạn đang đứng trước một kỳ thi nào đó, bạn cần phải chuẩn bị kỹ càng, mọi mặt, không nên có thái độ coi thường hoặc là lơ là bạn tuổi Mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, tự tin thái quá, không nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, sẵn sàng tiên phong làm việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, chú ý hơn khi tham gia vào các kỳ thi cử. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, việc làm ăn tiến triển khá thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, hãy suy nghĩ kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 16, số 33, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi Thân rất hòa hợp với nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn có được sự thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau. Nhờ vậy mà chuyện bất đồng ý kiến rất hiếm khi xuất hiện. Nhân dịp hè này, với bạn hãy tìm cách để hâm nóng tình cảm của đôi bên đi bạn tuổi Thân nhé. Với bạn tuổi Thân, bạn là một người cha, người mẹ rất quan tâm tới con cái của mình, đặc biệt là trên lĩnh vực về cuộc sống. Bạn muốn mình trở thành một người bạn đời của con hơn là một bề trên chỉ biết ra lệnh và chỉ bảo cho con cái. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân đó, cũng đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có được những tin vui về tài lộc. Bạn mệnh tuổi Thân có thể kiếm được một khoản tiền kha khá nhờ vào công việc nghề tay trái hoặc là nhờ vào sự may mắn. Tuy nhiên, nếu như bạn muốn làm giàu bền vững thì với bạn tuổi Thân không nên phụ thuộc vào vận may quá nhiều. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy có được sự hòa hợp với nửa kia, đôi bên luôn thấu hiểu. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa hâm nóng tình cảm vợ chồng. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ quan tâm tới con cái của mình. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc phát tài dựa vào nghề tay trái hoặc là có được sự may mắn. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim không nên phụ thuộc quá nhiều vào vận may. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 21, số 66, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu nhờ có tam hội phù trợ cho nên với bạn tuổi Dậu đang có được báo hiệu gặp được nhiều điều kiện thuận lợi trong các mối quan hệ xã hội ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Dậu dễ dàng tạo được ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Nhờ vậy mà bạn có thể sẽ tìm được người đồng chí hướng với mình trong ngày hôm nay. Công việc của bạn tuổi Dậu trong ngày này cũng có được những chuyển biến tích cực, bạn có được những ý tưởng sáng tạo ngay cả khi tiếp xúc với những nội dung công việc hoàn toàn mới. Nếu như có cơ hội xuất hiện thì bạn cần phải tự tin và chủ động để nắm bắt lấy nhé. Vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này cho thấy bạn mệnh tuổi Dậu luôn rất tự hào về gia đình của mình. Bạn luôn quan điểm người trong nhà phải luôn trò chuyện, tâm sự và thấu hiểu nhau. Chính vì thế mà mọi người không bao giờ hiểu lầm hay là nghi kỵ nhau cả.
Vậy tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, quan hệ xã giao thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, tạo ấn tượng tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, có nhiều ý tưởng sáng tạo khiến cho mọi người ngạc nhiên. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, chủ động và tự tin để nắm bắt cơ hội. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, các thành viên trong gia đình luôn quan tâm tới nhau. Phải đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 45, số 55, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có thực thần phù trợ, cho nên với bạn tuổi Tuất làm ăn khá thuận lợi trong ngày hôm nay. Đối với những bạn làm kinh doanh, buôn bán, đầu tư, nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác, mở ra nhiều cơ hội phát triển cho tương lai của mình. Và với bạn tuổi Tuất đó, bạn là người có tính cách ôn hòa, rộng rãi, chính vì vậy mà bạn nhận được sự yêu mến của rất nhiều người. Bạn có thể tận dụng được điểm mạnh của mình để mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo bước đệm cho tương lai của mình nữa. Và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày tốt, rất thích hợp cho việc cầu tài lộc hoặc là ký kết hợp đồng. Vì vậy, đối với những bạn làm đầu tư, kinh doanh buôn bán, có thể thực hiện những công việc này trong ngày hôm nay để gặp nhiều may mắn. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, nhận được sự tin tưởng của khách hàng, phát tài trong nay mai. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, có được nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, tận dụng điểm mạnh của mình để phát triển. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, thích hợp cho việc cầu tài lộc, ký kết hợp đồng. Vậy đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 17, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy. Cái điều này làm cho mối quan hệ xã hội của bạn không được tốt cho lắm trong ngày hôm nay. Bản mệnh tuổi Hợi có thể sẽ vướng phải sự tranh cãi với bạn bè, đồng nghiệp, khiến cho đôi bên rơi vào chiến tranh lạnh. Và khi bình tĩnh lại, bạn nên chủ động là người làm hòa. Trong gia đình, với bạn tuổi Hợi, bạn tỏ ra là người khá nóng nảy, thích làm theo ý của mình mà không để ý tới cảm nhận của mọi người. Bạn cần phải biết đặt vị trí của mình vào vị trí của người khác, đừng có coi việc người khác chiều theo ý của mình là hiển nhiên như vậy. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, do chịu tác động của thiên quan chiếu mệnh, cái điều này làm cho bạn cần phải tránh va chạm với quan lại xấu trong chính quyền, đồng thời đề phòng những người tiếp cận với mình có ý đồ xấu. Tốt nhất là bạn nên giữ vững lập trường của mình, không để bị rủ rê, lôi kéo. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, dễ xảy ra mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, hãy đặt mình vào vị trí của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, không hòa thuận với gia đình, thích làm theo ý của mình. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, tránh va chạm với quan lại trong chính quyền. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, giữ vững lập trường, không để bị lôi kéo. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 22, số 47, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ,
tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.